Đường Trịnh Văn Bô, một trong những tuyến huyết mạch nối huyện Hoài Đức với trung tâm thành phố. Người dân đã đi lại thuận lợi rất nhiều kể từ khi cơ quan chức năng xén giải phân cách, mở rộng mặt đường. Đường Trịnh Văn Bô đã thông thoáng hơn rất nhiều, không còn cảnh ùn tắc và lộn xộn vào giờ cao điểm. Cùng với điều chỉnh giao thông, việc xén giải phân cách mở rộng mặt đường đang được thành phố triển khai trên nhiều tuyến huyết mạch, tạo ra những chuyển biến tích cực, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn.